Xin chào các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi với phần 2 của đảo One Piece trong Mini World. Hôm nay thì mình cũng đã nhận được cái dương đặc quyền vĩnh viễn rồi. Ok, giờ mình sẽ dùng nó. Nhận được 20 trái cây quý hiếm và một thẻ đặc quyền. Đấy, thẻ đặc quyền thì được tăng thể lực 100% và HP 100%. Ok, dùng thẻ đặc quyền thôi. Thẻ đặc quyền giống nhau nhỉ? Đây. Dùng. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa? Máu của mình lên tới 12.000. Đấy. Và ở đâu? Máu của mình lên tới 100.000 và tấn công lên tới 12.000. Đấy. Rồi, trái cây thì mình sẽ mở một trái. Trái gì đây? Ồ, trái Big Mom. Trái của Big Mom. Đấy, giờ mình sẽ lọc bớt ra nhá. Bỏ mấy cái này ra này. Dùng áo giáp kim cương này. Ok. Và hôm nay thì mình sẽ cố gắng nhất để giết được Luffy. Luffy gear 4 ấy. Rồi. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng lâu lắm rồi. Mình sẽ test thử đam nhá. Ui giời, 15.000. Luffy này, các bạn để ý nhá, giết phát đầu nó haki, nó bật haki nó lé này. Đấy. Chết này. Rồi rơi ra cái mũ. Sau đó là gear 4 xuất hiện. Gear 4 dạng khói ấy. Trước khi đánh thì mình sẽ triệu hồi. Đấy, triệu hồi con gì nhỉ? Brome này. Với cả Zerd này. Đấy. Kiếm này, chém vào người Luffy này. Bật áo giáp kim cương này, cầm kiếm chém. 30.000 máu à? Khó nhằn nhở. Ui không ăn được rồi. Ui nó mạnh thế. Ui rồi. Khó thế. Thôi, mình suy nghĩ lại rồi. Mình sẽ thử đi giết Katakuri mà. Vẫn là phong chiến đấu cũ rồi, triệu hồi. Đấy. Từ từ. Cái đóng băng 5.000 máu rồi nhỉ. Tăng đam trong vòng 5 giây này. 4.000 này. Katakuri đều mày bạn haki lên đi. Úi rồi, úi rồi, mạnh hơn Luffy, thầy mạnh hơn Luffy. Xem thằng kinh bao nhiêu máu. Uầy đúng là Luffy là 30.000 máu rồi hay 300.000 ấy. Ông này lên tận 50. Giờ xem kinh nào. Mình xem kinh là bao nhiêu nhé. Úi rồi. Bố kinh mạnh nữa. Kinh đánh một phát chết luôn. Thôi tình hình này thì mục tiêu đầu tiên của mình hướng tới chắc chắn là Luffy rồi. Chứ không thể nào mà hai con kia được. Ui máu cực kỳ. Ui. Giờ mình sẽ đi check xem ông kia du về bao nhiêu nhé. 1.200. Rồi. À đây. Để giờ ông xuất hiện này. Có lẽ chỉ là haki của ông ấy thôi. Úi giời ơi. Khó thật. Bọn này phế thế. Hình như anh luật bắn cái gì nhỉ? Ừ. Cô lên mua mà. Tăng 1.000 tấn công và 10.000 máu. 1.000 tấn công, 10.000 máu. Hmm.
Thôi giờ mình sẽ về sảnh. Về sảnh chính. Đúng là không có gì gọi là dễ dàng hết. Lâu quá đấy. Hai phát là chết. Xem mình có mua được cái gì không. Mua kiếm đi. Xem nào. Kiếm của Joker tăng 10.000 dam. Gì đây? Emma tăng 30.000. Kiếm của Zoru là của My Heart 50.000 dam. Ok, mua luôn. Ôi sợi. Ôi. Uầy. Được của nó. Thôi, mình vứt kiếm lại đi thôi. Tạm biệt thôi. Chơi kiếm của máy học. Đây rồi. Luffy phải ra đây. Luffy kia bốn dạng khói. Được rồi. Hôm nay là ngày tận số của mày. Triệu hồi rớt trước à. Chém một phát. Ra chưa? Đâu rồi? Nhờn. Mày. Ui thằng này vẫn trốn lắm. Chết chưa? Ok. 100. Úi dồi ôi, cái gì đây? What? What? Hình như mình giết được Luffy gear 4 dạng khói xong nó biến thành thần mặt trời Ly Kai phải. Gear 5. Uầy. Ghê lắm luôn ạ. Uầy. Ảo thật. Thì bây giờ mình cũng đã có cái kiếm mạnh nhất rồi. Kiếm mạnh nhất này. Mình xem mình sắm được thêm cái gì để tăng máu không. Chứ tình hình này không ổn. Thì bước ngoặt đầu tiên của mình là đã giết được Luffy gear 4 rồi. Giờ mục tiêu của mình là Luffy gear 5. Big Mom này, Enel này. Morgan thì mình giết rồi nhá. Đấy. Vào shop của ông này xem nào. Mua sát thương gây ra 30%. Thôi mình mua áo khoác hoàng đế. Ok. Cái này hình như là Của ai đây? Dâu trắng à? Ừ, của dâu trắng. Rồi đeo vào được cái gì không? Ông Zoro này bán kiếm. Mình mua được kiếm mạnh nhất rồi. À, bây giờ mình sẽ ra chỗ của không lấy mũ Luffy nữa, mình mua mũ khác. Mũ Luffy có vẻ như là thuộc tính nó hơi yếu. Đây mình mua mũ hoàng đế. Ok,
trái quỷ này. Ok, mũ hoàng đế có vẻ là mạnh hơn. Ok, vứt. Ui, chỉ đổi nhiều tiền quá rồi. Cái gì đấy? Tăng tốc chạy này. Giờ mình sẽ ra chỗ của anh Luật. Hình như chỗ anh Luật là bán mấy cái như kiểu tăng máu và tăng tấn công. Ok, giờ mình sẽ ra chỗ của anh Luật và mua cái đấy mạnh hơn để sao mà mục tiêu tiếp theo của mình đó chính là Do Flamingo. Mình nhớ thằng đấy nó ở trên núi. Đây nhà anh Luật đây. Khi các bạn bị giết thì mình sẽ được hồi sinh ở chỗ cái gì? Ký túc xá, bệnh viện của anh Luật. Này, anh Luật đây này. Rồi, mua mấy cái này thôi. Không biết cái này được dùng nhiều không nhỉ? Đâu rồi? Đây. Ok, mua thôi. Xả láng luôn. Mua được 3 cái. Tấn công thì mình mua hết luôn 11 cái. Ok. Ok. Chắc là mình sẽ vứt bớt mấy cái này đi. Không vứt được. À, giáp kim cương giữ lại này. Bằng băng vứt này. Vứt này, vứt này. Dùng một cái nữa xem là ra trái quỷ gì đây. Lại là Big Mom vứt. Lại Big Mom. Ồ. Đây, mình sẽ dùng trái dâu đen đi. Vứt đi. Dùng trái dâu đen. Ok. Đi xử lý thằng Doflamingo. Đam của mình bây giờ là 61.000. Cực to luôn. Doflamingo đâu rồi? À, thức ăn phòng của Sanji đâu nhỉ? Chắc là mình mua một ít đồ ăn. Doflamingo. Ok, trên đây. Hình như ở đoạn trên đây có thể đi lên tiếp được hay sao ấy. Mình nghĩ thằng Enel ở trên kia. Để Doflamingo đây. Xem nào. 8.000 sát thương. Tê liệt 5.000 và 2.000. Đầu tiên 2.000. Bởi vì nó có Haki mà, nó lé, nó sẽ lé đầu tiên. Rồi. Dùng cái 8.000 luôn này. Mày. Chết. Ồ, thế được hả? Ui giời, khá là dễ. Và ok, video của mình đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.